trở về xứ Việt nhắn dùng ta. Người ấy ở trong tù, nghe đâu đây vang giọng hờn dến xiết dài lắm không đằng đằng mấy mùa thu. Trở về xứ thăm dùm ta, người ấy ở trong tù, cho ta gửi một mảnh trời xanh biếc thay dùm ai màu trời ấm. Các bạn ta ơi, bao giờ được thả, đến bao giờ ăn được bát cơm tươi, được lắng nghe tiếng chim cười, đến bao giờ. Quý quan trân trọng kính chào quý chị và kính mời quý chị theo dõi chương trình Chuyện ngày tháng cũ với niên trưởng Phạm Bá Hoa. Nguyễn Quang trân trọng kính chào niên trưởng. Dạ, thưa chào cô. Dạ, thưa tôi Phạm Bá Hoa, kính chào quý khán giả đài Apple TV 55.4. Kính thưa quý vị, chúng tôi thì thỉnh thoảng cũng cứ được gọi là nhắc nhở. Câu chuyện bao giờ cũng vậy, khi mà niên trưởng nói đến cái điểm nào đặc biệt là hết vợ. Dạ. Kính thưa quý chị, thì trở lại một thời gian thì giống như là hồi xưa khi mà mình có những cái buổi văn nghệ hoặc là chiếu bóng hoặc gì thì hay là lược thuật đó, gọi là lược thuật lại. Dạ. Thì kính thưa quý vị, Nguyễn Quang xin được nhắc lại một chút xíu. Tức là trong thời gian mà ở tù, từ cái ngày bước chân vào trong trại tù cho đến năm 1985 thì hoàn toàn mù mịt không biết gì hết. Rồi sau đó thì lại bắt đầu có những cái thơ tự ngoại quốc gửi về. Thì đã có những cái ánh sáng cuối đường hầm rồi. Mà trong thời gian quý vị niên trưởng ở trong tù đọc báo thì có một cái tin là những người tù cải tạo này sẽ được, coi như là những người tù của Cộng sản sẽ được về với gia đình và cùng gia đình đoàn tụ đi định cư ở Hoa Kỳ. Thì đây quả là một cái tin gọi là chấn động với anh em chúng tôi. Chấn động với là giống như niên trưởng mới nói, những người tù ở trong trại tù của Cộng sản. Nhưng mà có một điểm đặc biệt ở đây là khi cái nghe cái tin đó rồi thì ngay tối hôm đó không ai ngủ được, nhưng mà rất là hoàn toàn là yên, không có ai gọi là bàn tán gì hết. Thì như là niên trưởng nói, có thể là mỗi người theo đuổi một ý nghĩa khác nhau. Và kính thưa quý vị, trong câu chuyện ngày hôm nay thì chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi để xem niên trưởng Phạm Bá Hoa của chúng ta đã có những cái suy nghĩ như thế nào. Dạ vâng, cuối kỳ trước tôi trình bày cho quý vị thì có cái bản tin ở trên báo nó như thế. Thưa quý vị, rồi sau đó chừng mấy ngày thì có, bây giờ tôi lặp lại, hôm đó là cái ngày năm tây tối mà chúng tôi đọc cái báo đó đó, năm tây tháng 8 1987, thưa đến ngày 12 tây của tháng đó thì có hai cái đoàn của trên công an, bộ công an xuống tiếp xúc với tụi tôi, thì lần lượt kêu vô đi ra gặp họ thì khoảng chừng 200 người trong số 410 người anh em chúng tôi ở đó. Chú vị, 410 người này đó là do chúng tôi đi cộng con số của anh em từng cái buồng giam, chứ không phải là của Cộng sản nó cho biết, công an nó cho biết. Chúng tôi cộng lại không biết có chính xác hay không, nhưng mà để nó là 410 anh em chúng tôi. Thì trong khoảng một nửa được gọi ra để hỏi. Rồi thì bây giờ tôi kể cái trường hợp tôi là đúng đó, họ hỏi cái gì. Thưa quý vị, tôi cũng được gọi ra đâu khoảng chừng ngày thứ ba thứ tư gì đó thì tôi được gọi ra. Thì thứ ba thứ tư đây có nghĩa là ngày gọi hỏi những cái anh em mà được gọi ra là ngày thứ nhất đó, rồi tới ngày thứ gì thứ ba thứ tư mới tới tôi. Tôi hỏi rằng là anh có phải Phạm Bá Hoa không? Tôi nói vâng, tôi. Anh khỏe không? Dạ khỏe. Nếu như nhà nước cho anh về, anh có đi Mỹ không? Tôi nói nếu nhà nước cho đi thì tôi đi. Lý do là vì các con tôi đang ở Mỹ. Hỏi chứ khi anh sang Mỹ anh có chống đối nhà nước không? Tôi nói trời đất, cái bộ nghĩ coi ở bên Mỹ chống đối cái gì. Thì tôi cứ nói với họ cũng như là ở trong nước mới chống vậy đó. Hỏi rằng anh có vượt biên không?
Tôi nói không, nếu nhà nước cho đi thì tôi đi theo cái chương trình của giữa nhà nước thỏa thuận với của Mỹ. Tại sao tôi vượt biên chị? Rồi chỉ có vậy thôi. Cái đó à, còn riêng ổng không? À không, tới đó là đủ rồi. Hỏi gì vào? Tôi còn một câu nữa mà sau này họ mới hỏi tôi. Xong cái hỏi ra thì anh nào cũng hỏi cái câu tương tự vậy hết, thưa quý vị. Thì anh em đi ra về thì lại cái lúc đó bây giờ có nhiều cái tin đồn đoán, đại khái một trong những cái tin đó thì nói rằng ô ở ngoài đó đó là họ lo họ chở đâu về tới 240 bộ đồ mới, chắc là phát cho anh em đi về. Thì bây giờ xôn xao với những cái tin, nhiều cái tin vui nó kẹt theo đi theo, nhưng mà thật sự cái đó là không có vậy, mà tin không biết đâu ra không biết nữa. Thì xong rồi cái tới cái ngày mà 30 tây tháng 8 thì họ gọi tôi, không biết là có anh em ra nữa nhưng không biết có hỏi giống tôi hay không. Thì hỏi vậy nè, anh có xác nhận rằng anh có vượt biển không? Tôi nói không. Cái ở đây được rồi, anh đưa cho tôi cái tờ giấy, anh điền vào đây lý lịch của anh, hoạt động của anh, và cuối cùng anh viết cái chữ cam kết không có vượt biển, được không? Tôi hỏi chứ cán bộ tôi viết rồi, tôi đem ra đưa cho cán bộ hay là cán bộ vào lấy? Thì anh ta nói rằng anh cứ viết ở đó sẽ có người vào lấy. Thưa đó là ngày 30 tây tháng 8. Thưa quý vị, bây giờ đến chiều 1 tây tháng 9. Thì tới chiều 1 tây tháng 9 thì cái anh cán bộ mà phụ trách về cái vấn đề mà giáo dục đó, không mới là vô nói cho nè, cho cái buồng một tụi tôi thôi, cho em nói rằng bây giờ cái danh sách tha các anh về rồi mà còn niêm phong kín, cho nên ông trại trưởng cũng như là chưa có một cán bộ nào biết trong đó là có ai. Bây giờ thì các anh chuẩn bị tối hôm nay có thể các anh sẽ nhận được cái lệnh để mà trang trí cái phòng ở trên nhà của ông trại trưởng là trung tá Lưu Văn Hán để làm lễ. Đó là buổi tối. Thì bữa tối đó là tôi nè, anh Đặng Hoàng Long, anh Đinh Tiến Dũng và thêm anh Nguyễn Phan Đệ, bốn đứa thì tôi ngồi cái có cốc cà phê ra cái ngồi uống ngoài chờ hoài coi có cái lệnh gì không. Thì thật ra trong cái lúc đó cái tâm trạng có một cái chút gì vui vui ở trong đó, cho nên là mình không có cảm thấy rằng là mệt mỏi hay là khuya khoắt hay buồn ngủ gì hết á. Thành nó chờ mãi đến khuya đâu có đồng hồ, thì án chừng chắc cũng khuya lắm rồi, thôi thì tụi tôi đi ngủ, không có kêu gì hết. Nhưng mà sáng sớm thì có hai người, một người ở trên chỗ ông Lưu Văn Hán đó, tức là trên cái nhà của ông trại trưởng đó, ông trung tá đó, thì là ông trại trưởng này trại của tất cả các cái trại Nam Hà A, B, C, D, E và F. Còn ở đại mà ông trại trưởng hiện tại đó là ông Đại Quý Tân, trại trưởng của trại Nam Hà A, là đại đó là đang nhốt chúng tôi trong đó. Hầu bây giờ đó, đến xin một chút xíu mở cái ngoặc, thưa quý vị, rằng từ sau năm 1983, tức là những cái đợt mà tất cả các trại khác gom về ở trại Nam Hà thì tụi tôi đó, rồi đó đó mới là lọc lại một số, nhốt lại ở đây là hơn 400 người đó, còn lại thì tất cả chuyển vô Nam hết. Nói cách khác, tới lúc đó ở toàn miền Bắc chỉ có cái trại chúng tôi là trại duy nhất còn 400 người ở đó. Dạ. Cho nên là họ cuối cùng họ cũng xin nhắc một chút là họ chỉ định cư trú chúng tôi đó, thì giao cho ông trung tướng có cộng với lý hai anh của sĩ quan công binh của chúng tôi đó là đang trong tù đó, cộng với hai hàng cộng sản để đi vào trong cái trại Lý Bá Sơ ngày xưa, tức là ở ngoài Thanh Hóa đi thẳng đó đi qua bên tới sát biên giới Lào. Thì thở cái cuộc chiến tranh năm 1945-1954 đó, thì tất cả những cái anh mà bị bắt rồi gì đó thì vô trong cái trại đó. Dạ. Thành thử rằng là họ bây giờ họ đưa gần tới cái trại đó để mà nghiên cứu chỉ định cư trú 410 anh em chúng tôi trong đó. Nhưng rồi trong cái thời kỳ mà Nga suy sụp thì phải nhờ Mỹ giúp, thì có lẽ Nga chịu ảnh hưởng của Mỹ mà ra lệnh cho tụi thằng Việt Cộng đó, nó không có, nó ngừng, nó hủy bỏ cái dự trù mà đưa chúng tôi vào cái khu mà cư trú đó đó. Dạ. Mà xin đóng cái mặt lại thưa quý vị. Dạ.
Thưa niên trưởng, đến đây thì chắc là xin phép niên trưởng chúng ta tạm ngưng chưa một chút xíu. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép quý vị được tạm ngưng chương trình trong chốc lát và chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị trở lại chương trình ngày hôm nay với niên trưởng Phạm Bá Khoa, chuyện ngày tháng cũ. Dạ, thưa quý vị, sau khi đóng ngoặc rồi bây giờ tôi tiếp. Dạ. Thưa quý vị, rồi thì có một anh chị vô gọi để lên trên nhà của ông Trung Tá Hán để mà trang trí. Dạ. Còn một anh thì đó là anh cán bộ Dục. Anh Dục này đó là cán bộ coi như là phó của cái người trong cái nhóm mà cán bộ phụ trách về cái tổ chúng tôi đó. Đứng đầu cái đó là có anh Vũ Quốc, rồi sau này đổi người khác. Rồi bây giờ thì anh Dục này anh vô rồi, anh đưa cho tôi một cái danh sách. Ông nói này anh Qua, anh chạy đi tất cả các quận cho hay, nói anh em có tên ở đây, mặc quần áo tươm tất rồi, anh nào làm xong cứ qua bên cái tổ của anh. Tức là trong cái buồng, trong cái này nó có cái gọi là cái buồng 10 đó. Yeah. Thì có cái phòng, thì nói anh em tập trung vô cái khuôn viên này rồi chờ lệnh tôi. Vậy sẽ cùng với nhau sẽ đi lên trên ổng Trung Tá Hán để nghe đọc lệnh tha. Thì thưa quý vị nè, tôi cầm cái này thì nhanh lắm, nhiều tôi lướt qua. Tên tôi ở dưới cuối cùng, thưa quý vị, ở gần cuối cùng trước được hai anh là khá vậy, tôi mới mừng quá. Trong cái sự mà vui vẻ đó, tôi mới chạy đi các buồn, chạy hết vòng về, không thấy mệt. Chạy về không thấy mệt. Xong rồi cái thay quần áo rồi vô cái qua để tập trung ở chỗ cái khu khuôn viên của cái tổ văn hóa tụi tôi. Ở đó tất cả thưa quý vị rằng là 92 anh em chúng tôi được về, gọi là cái đợt đầu tiên mà khi mà có cái sự mà thỏa thuận giữa Hoa Kỳ lại với Việt Nam về cái vấn đề trả tự do cho cả người gọi là trong các trại cải tạo về và để cùng gia đình sang Hoa Kỳ. Và thưa quý vị thì là bây giờ vô tập hợp đó hết rồi thì có cái Dục lên tới. Anh tới thì trong số vị là trong 92 người này có 9 vị tướng, thưa quý vị, trong cái đó có ông Trung tướng có. Dạ. Thì tập trung vô đây, xong rồi thì là anh Dục này, anh cán bộ Dục này mới hướng dẫn tụi tôi lên chỗ ông Trung Tá Hán ở trên cái đồi trên. Thì lên đó rồi vô cái phòng thì đông lắm, vô đông lắm. Thì là mới ở trên bộ công an đó họ mới đọc tên thì người đọc tên rồi cái họ tên, năm sanh, rồi cấp bậc và cái chức vụ cuối cùng và để xác nhận coi có đúng hay không. Dạ rồi. Thì bây giờ quý vị cứ cần được nghe hết đọc cái 92 người thì thật sự ra chúng tôi lên đó là 92 người đã được có tên để mời lên, không có người nào khác hết. Thành ra 92 anh em đó thì ở đây có tên được hết. Xong rồi ở lại có bên đó họ mời ông anh đại tá Hoàng Thọ Nhu để coi như là đại diện cho 91 anh em cùng có mặt đó để mà nói lời cảm ơn. Thì thưa tôi xin nhắc lại một chút, anh đại tá Hoàng Thọ Nhu này thì thật ra đó là hồi sáng anh lúc mà đi lên đó thì anh Nhu có nói với tôi, anh nói rằng là nó chỉ định Moa, nghĩa là đại diện đem phát biểu. Thì có lẽ như thế này, có lẽ anh Nhu này là gì, là cháu ruột của ông, xin lỗi, là em của ông đại, là đại tá công an Hoàng Thọ đang là giám đốc của công an của Nam Định. Và có lần tôi kể chuyện với quý vị rằng có cái đoàn quay phim ở trên bộ công an xuống quay cuốn phim Tình và Tội đó. Thì có nói đến cái cô Hoàng Thọ Thanh Mai là con của Hoàng Thọ Đang này có gặp anh Hoàng Thọ Nhu. Và chú cháu nói chuyện với nhau thì có thể vì cái vấn đề đó cho nên anh Nhu được chỉ định để phát biểu. Và xong rồi thì anh em chúng tôi về thì lo hết dọn dẹp. Thì cái lĩnh đó là tất cả những người trong cái khi mà tôi đi lên đó, thì ở dưới này cái buồng 4 đó là phải dọn ra hết. Các anh trong buồng 4 này dọn hết. Là vì chúng tôi xong rồi đi về đó là tất cả lại dọn vô cái buồng 4 này ở. Tất cả có vị chính vị mà tướng thì không có dọn với tụi tôi. Như vậy còn 83 anh em chúng tôi dọn vô ở trong cái buồng 4 này. Hơi chật nhưng mà cũng ráng chịu. Bởi vì trong cái không khí vui tươi này. Dạ thưa quý vị. Bây giờ tôi về đây hết trong này rồi. Thì gom là hết rồi. Thì bây giờ mới đi làm cái thủ tục để mà ra trại đó, tức là đi lấy tiền rồi lại đó. Thì thưa quý vị, lúc đó tôi còn được 15.000 đồng. Thì bây giờ mới ở hết rồi, tối bây giờ là tối
của cái ngày 2 tây tháng 9 1987 thì anh em chúng tôi lại dọn vô hết ở trong cái buồng 4 này. Bây giờ bàn tính trong số anh em chúng tôi về đó, có hai cái người mà chúng tôi nghĩ rằng là phải giúp tiền mà không có tiền, không có gia đình thăm nuôi. Xin lỗi quý vị. Thì có đó là anh Lê Văn Khương, phó quản đốc của trại tù Côn Đảo. Mà anh này thì bị giam trên trại Cổng Trời, mà trên với tụi nó đánh ảnh đó là hai cái chân không có đi được, cho nên đi mỗi đi là phải khiêng, tội nghiệp lắm. Về ở chung với tụi tôi đó, thì bây giờ ảnh được ra về thì chúng tôi phải nghĩ cái cách phải giúp cho ảnh. Và làm sao có người nữa, thì rất là may mắn có cái anh đại quý Quỳnh Kim Bình. Thì vợ ảnh cũng, gia đình cũng Long Xuyên, mà anh Khương này cũng ở Long Xuyên, hoàn toàn không có gia đình thăm nuôi. Thì cái chị Bình là chị tới, chị thấy vậy đó thì tụi này mới nói với anh Bình, bây giờ anh nói với chị làm sao ráng mà giúp giùm cho, đưa giùm anh Khương cùng về, chứ không nó thì trại bảo chờ người nhà tới, mà chứ biết chừng nào mình người nhà tới. Thành ra chúng tôi gom được 23.000, trong đó là tôi chung góp 1.000. 23.000 thì tính tới tiếng luôn hồi mới đưa cho anh Khương này 13.000. 13.000 đồng. 13.000 lúc đó thì được coi như 130.000 trước đó, trước là năm 85 đó. Dạ, bởi vì nó 1 đồng ăn 10 đồng đó. Dạ. Thì 13.000 thì cái khi anh này đó là khi tôi kể luôn cái chuyện đi nhau. Khi này về tới Sài Gòn đó thì anh Trang Dị Ngọc đây nè, anh này là không quân, Trang Văn Ngọc chắc là không quân. Thì ảnh có gửi thơ trước, ảnh điện gửi điện gọi là điện tiếng đó, trước hay sao cho chị biết rồi. Cho nên khi ở tại về tới đó thì chỉ cho thêm 11.000 nữa cho anh Lê Văn Khương này, 11.000 tức là 24.000. Thì vợ chồng anh Quỳnh Kim Bình này sẽ giúp đưa về tới tận nhà. Thứ quý vị, đó là người thứ nhất. Rồi cái người thứ hai là chúng tôi gấp 10.000 đồng để coi người thứ hai. Người thứ hai là cái anh thiếu quý Nguyễn Văn Huệ. Thưa quý vị, thiếu quý thôi mà ở tù với chúng tôi như vậy là 12 năm 3 tháng, đính tính đó là 12 năm 3 tháng. Đúng là tới cái ngày mà chúng tôi rời đó là ngày 9 tây tôi rời, 9 tây tôi tháng 9 mới rời đó, thì là 12 năm 2 tháng và 28 ngày. Dạ. Thì anh Huệ này đó thì trong đó ảnh cái người nó hơi tàn tàn cái đầu á. Ảnh cứ thấy mà Việt Cộng hỏi ảnh thì ảnh là tư lệnh, thiếu tướng tư lệnh sư đoàn 23B. Mà có lần tôi trình bày quý vị rằng là nó hỏi tất cả mọi thứ, nó quạnh hẹ chúng tôi vậy chứ sư đoàn 23B đóng ở đâu. Mà tôi cứ bảo rằng tôi không, cái trong tổ chức của tôi không có sư đoàn đó. Nó hỏi gì chứ, không có mà tại sao có ông tư lệnh. Thì tôi nói cái nó ở cán bộ nghe hỏi ảnh chứ tụi tôi không biết. Thì tụi chỉ nó nghi ngờ, tưởng tôi cũng như giấu vậy đó. Dạ. Thành thứ rằng là cái anh đó cũng không có tiền mà không có người. Tôi nhờ ông Đại Đức rồi là Thích Minh Tâm, ổng cũng về đợt đó mà ổng về ở chùa ở Hóc Môn. Thì tụi tôi năn nỉ riết cái ổng mới chịu cho anh này về ở đó, và ảnh sẽ nhờ người đưa về, cũng về Long Xuyên. Nhưng mà anh chị Quỳnh Kim Bình thì không gánh vác nổi, bị mất lo khiêng ông Khương đó. Thành thử rằng là sợ anh này tàn tàn, anh không có bình thường đó, rồi không biết chuyện gì xảy ra nếu mà sơ ý. Cho nên hai anh chị cũng dám nhận ra. Thì bây giờ mới nhờ ông này về đưa về. Thành ra chúng tôi cũng giải quyết được là hai cái người rất là khó khăn trong cái việc này. Có người thứ ba nữa, nhưng mà người thứ ba thì có gia đình tới. Tôi xin kể tiếp với quý vị. Thưa Liên Trưởng, đến đây thì chúng ta phải chào tạm biệt và cái chuyện kể hẹn lại kỳ tới. Thưa thưa quý vị, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi xin hẹn với quý vị kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý vị trong phần chuyện ngày tháng cũ với Liên Trưởng Phạm Bá Hoa. Và cho đến lúc này đó thì bên phía Việt Nam Cộng Hòa của mình, những người tù nhân đã có một vài người được đi về rồi đợt đầu tiên, trong đó thì có Liên Trưởng Đại tá Phạm Bá Hoa, 92 người đó. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Ai trở về xứ Việt nhắn dùng ta, người ấy ở trong tù,
nghe đâu đây vang giọng hờn rên xiết dài lắm thâm đằng đằng.